Bộ Y tế rút ngắn thời gian cách ly F1. Theo quy định mới của Bộ Y tế, F1 nếu tiêm đủ liều vaccine COVID-19 chỉ cần cách ly tại nhà 5 ngày. Ngày 21 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký ban hành hướng dẫn mới về cách ly y tế với F0 và F1. Theo hướng dẫn này, F1 tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine COVID-19, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày, đã khỏi bệnh trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm được xác định là F1, có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 sẽ cách ly 5 ngày tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương, trường học, bố trí, thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng. Trường hợp này thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp PCR kháng nguyên vào ngày thứ 5. Nhân viên y tế thực hiện việc test hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho 5 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện 5K. Nếu dương tính thì xử lý theo quy định. Trong quá trình cách ly, người dân tự theo dõi sức khỏe. Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sốt, đau họng, ho, khó thở, đau người, ấn lạnh, cần báo ngay cho cơ quan y tế. Hướng dẫn mới ban hành của Bộ Y tế cũng quy định những trường hợp là F1 chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine thì cách ly y tế 7 ngày. Các yêu cầu về nơi cách ly, cách thức xét nghiệm giống như trên. Tuy nhiên, nhóm này xét nghiệm vào ngày cách ly thứ 7. Nếu âm tính thì tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 3 ngày, thực hiện nghiêm 5K và báo cơ quan y tế nếu có dấu hiệu bất thường. Thời gian cách ly F0 duy trì như hướng dẫn tại quyết định 250 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Bộ Y tế. Định nghĩa người tiếp xúc gần F1 vẫn được giữ nguyên như hướng dẫn tại công văn 11042. Nam sinh bị trói tay trong ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nam sinh kể vừa bước ra khỏi thang máy tầng 2 thì bị bịt miệng và lôi vào thang thoát hiểm. Một clip lan truyền trên các diễn đàn của sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ghi lại cảnh nam sinh viên bị trói hai tay. Lúc này nam sinh nhờ mọi người xung quanh và bảo vệ tòa nhà cắt dây trói ở tay. Trong clip, nam sinh kể không nhớ mặt người đã trói tay mình, chỉ nhớ có hình dáng cao cao, dù trong ba lô của nam sinh chứa máy tính xách tay, ví tiền, nhưng kẻ lạ mặt chỉ lấy chiếc điện thoại. Trong lúc này, các bạn trong ký túc xá tìm dao, kéo để cắt dây trói ở tay cho nam sinh. Clip được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn sinh viên, ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều sinh viên hoang mang, lo lắng về an ninh an toàn trong ký túc xá. Hiện ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh và xử lý vụ việc. Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lớn nhất cả nước với sức chứa hơn 60.000 sinh viên. Sau thời gian được trưng dụng làm khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến chống dịch COVID-19, ký túc xá này vừa được trả lại cho sinh viên khi học trực tiếp. Hội nghị Putin-Biden về khủng hoảng Ukraine sẽ không diễn ra. Theo giới chức Mỹ, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ không diễn ra theo kế hoạch trước đó. Chúng tôi sẵn sàng mở một hội nghị giữa hai nhà lãnh đạo nếu thấy nó hợp lý và có tác động tích cực tới cuộc khủng hoảng Ukraine và đã có một số dự đoán về cuộc gặp như vậy. Một trong những điều kiện quan trọng để diễn ra hội nghị là phía Nga không được thực hiện thêm bất kỳ hành động quân sự nào trong lãnh thổ Ukraine. Trang web của Nhà Trắng dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên nói hôm 21 tháng 2 giờ Mỹ. Những gì chúng tôi đang chứng kiến trên thực tế tại các khu vực phía Bắc, phía Đông và phía Nam Ukraine cho thấy rằng Nga đang tiếp tục chuẩn bị cho các hành động quân sự có thể diễn ra trong những ngày tới. Do đó, chắc chắn cuộc họp thượng đỉnh Putin-Biden sẽ không thể diễn ra, vị quan chức kia nói thêm. Khi được hỏi về việc có thông tin cho rằng binh sĩ Nga đang tiến vào vùng Donbass thuộc Ukraine, thì vị quan chức này nói hiện ông ta chưa có bất kỳ thông tin gì để kiểm chứng hay xác nhận. Đồng thời, người này khẳng định giới chức Mỹ đang quan sát và đánh giá cẩn thận các hành động của phía Nga và sẽ có những phản ứng tương xứng.